từ đâu ạ? Tôi tên là Vũ Trọng Nguyên, hiện nay đang sinh sống tại số 64 C Quang Trung, là thành viên của câu lạc bộ HD Việt Nam và đây là câu lạc bộ HD Hải Dương. Hôm nay cũng rất là đông anh em trong câu lạc bộ đến tham gia cái buổi khai trương này. Xin chúc cửa hàng làm ăn thật phát đạt. Vâng, và anh sẽ chia sẻ may mắn này với tôi, chứ tôi mốc phần quà này cho anh nè. Vâng, chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho anh. Và hy vọng rằng là với phần quà may mắn này thì anh hãy cùng giới thiệu cho mọi người biết nhiều hơn để Đại Phát, đúng không ạ? Và mọi người sẽ cùng sử dụng sản phẩm của Đại Phát. Và anh sẽ là người trải nghiệm đầu tiên. Cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn anh ạ.